Sáng 17 tháng 10, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Pierre Yves Triolet, Bộ trưởng Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng Người Mỹ nói tiếng Pháp Wallonie Bruxelles, nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến 21 tháng 10 năm 2022. Tại buổi tiếp, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với Wallonie Bruxelles. Thủ tướng mong muốn bị nói chung và Wallonie Bruxelles nói riêng tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ đề nghị Wallonie-Bruxelles phê chuẩn và thúc đẩy Mỹ sớm phê chuẩn EVIPA, đề nghị Mỹ thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng EUU đối với hàng thủy sản Việt Nam. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị Wallonie-Bruxelles nói riêng và bị nói chung, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc, đóng góp cho sự phát triển của hai nước và cầu nối cho quan hệ hai bên. Trong buổi tiếp, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, khẳng định tiếp tục duy trì ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, đóng góp tích cực vào giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Bộ trưởng Thu Hiến Pierre khẳng định, bên nói chung và Wallonie Brussels nói riêng luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên quan trọng tại khu vực và mong muốn củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Bộ trưởng Thủ Hiến đánh giá cao vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng tăng của Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam cũng như nhất trí về tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.